Xin được cảm ơn tất cả các anh chị em và các cháu học sinh đã đến với những tiết mục quay về rất hay và ý nghĩa để chào mừng đại hội. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Kim lên tặng hoa và chúc mừng hội quay về. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Thị Kim và